sự thương khó Đức Chúa Giêsu thương ôi con Đức Chúa Trời giá đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến chết vì tội thiên hạ. Thứ nhất thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày giòn chiều nán mà chuộc tội cho thiên hạ thì có Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm dạy dỗ những sự hiền lành ma quỷ lòng nó ban Đức Chúa Giêsu cho quân du rêu 30 đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ toàn liệu mình chịu chết thì giá Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem là kẻ chở nước Giu-đê xong lễ trước chiều nán thế đêm mây Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả cùng rửa chân Giu-đa với chẳng những nước không cùng lấy nước mắt rửa chân nó nữa vì thương tiếc linh nhồn ấy rình mất niềm đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép thanh thể cho thiên hạ mà nuôi lấy linh nhồn loài người ta cho đến hết đời. Khi ngắm bấy nhiêu sự thề nguyện một kinh lạy cha mười kinh kinh mừng đội ơn Đức Chúa Giêsu xu
chớ bắt trước du đa ban đức Chúa Giêsu làm mê vậy. Amen. Nghe thứ hai phải sao ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nghĩ nó thì Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não liền vào một vườn làng ấy gọi là giật sĩ ma ni thì chọn ba đời tớ đi cùng em. Một là ông thánh Phê-rô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba sắp mê mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đáng khi còn nguyện thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần yến ủi Đức Chúa Giêsu vào chiều nắng cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm cho nên nhọc cả và mình những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính lại cha, mười kính kính nhé mừng thương Đức Chúa Giêsu lo buồn vì chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm như vậy. Amen. Hì thứ ba thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã biết du đại ý cùng các quân dự đã đến ý gần thì Đức Chúa Giêsu ra rước nhìn ý nói ý bấy
giờ, dù đã già trước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu, mà người đã biết ý lòng nó độc, thì nhìn mà trao ý nói ý. Đoạn ý liền hỏi cả quân dư rằng, các ngươi tìm ai? Nó thưa rằng, chúng ta đi tìm Giêsu Nazareth y rét ni. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng, này ta, nó liền ngả ra hết đi. Đoạn Đức Chúa Giêsu thì cho nó đứng dậy, mà lại hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì người mới phó mình cho nó y bắt ni. Khi ấy ông Thánh Phêrô chém đứt tay y một người đầy tớ thầy cả du reo, mà Đức Chúa Giêsu của ông Thánh Phêrô y cùng chừa tay người ấy cho y đã y. Bây giờ quân dự lấy xiềng xích sắt cùng dây ra mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giêsu, cùng đâm miệng 30 lần mà lôi đi. Đêm ấy người ngã xuống đất bay lần mà quân dự đạp dậy, có kẻ lấy can gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc khoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt Đức Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lèo dài y đẹp nhỉ. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện ni một kính lạy cha, mười kính kính y mừng
xin mở dây ý là tôi buộc linh hồn chúng in ý con amen. Tôi
trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tôi xưa liền khóc nghi lóc nghi khi kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu xin cho chúng con mạnh sức mà xứng đáo Đức Chúa thì vì là tôi hỏi dân
kính thưa rằng tha ba ra ba y tiến giê xu mạng y chớ hình khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một kinh này chăng mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu xưa chiều sau vì chúng con xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự chớ bắt chứa quân du rêu yêu kìa giam giữ mà bỏ mạch mọi sự lành làm ý chí miệng. Thứ sau thì ngắm khi phi là tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giêsu thì phó cho một cơ quân là 666 người thì khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho đẹp lòng quân du Israel. Bây giờ nó lột áo ra liền trói chân tay vào cột đá lấy ngành gai dây ra cùng xiềng xích chặt đánh cả y và mình Đức Chúa Giêsu giữ 5.000 đòn cho nên nát hết thịt ra xem thấy xương chẳng còn nơi đâu y lành mặt mũi chẳng còn hình tượng người tài nữa y xong lẽ bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu sốt nó đành nhì nhọc mỏi tay nhưng mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên ni hại khi ngắm bấy nhiêu sự thì quyền một kinh lạy cha mười kinh kinh nghi mừng tương Đức
đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng con dốc ý lòng chưa tội, làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm ý vậy. Amen. Thật là Chúa, thật trời đất, xin cho chúng tôi thờ vâng cùng trên bên trên hết mọi sự. Nhị thứ tam ý thì ngắm ý khi Đức Phi La Tô thấy quan làm khôn Đức Chúa Giêsu qua lẽ thì thưa
thì phi na tô e đem e người e lên nơi cao trước e mặt thiên hạ e mà rằng nay là người ấy dân liền kêu lên rằng đem đi đóng đinh nó vào cây thập giá tao đóng đinh vua bay làm mê sao dân thưa rằng ông chúng tôi chỉ có một vua tên là sẽ xa rê mà chơi bây giờ ở phía là tô thấy bất công hải dân cao mình cùng vua trăng thì phó Đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết niềm khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện đi một kính lại cha mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu xin cho chúng con giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến trọn chớ bắt trước quân du đều chẳng nhận Đức Chúa Giêsu làm như vậy. Amen. Y tư chín y thì ngắm y khi quân du rêu đóng cây thanh ra nặng lắm mà nó khiến Đức Chúa vác đi lâu ngã xuống đất này mà quân giữ chẳng thương lại đạp dậy dục đi cho trong y sau nữa chẳng đến nơi chẳng
những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc, mà người trở mặt lại rằng: khóc thương bay cùng con cháu bay, ngày sau phải khôn mày chơi. Đáng nghĩ khi người còn vắng thánh ra đi thì coi bà tên là Veronica thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu, những máu chảy ra thì bà ấy trao khăn trời mặt đi, hết ý tưởng mặt liền in vào trong khăn ấy, rồi hãy còn ở thành rồi những máu
nguyện giản xương nghi ngực ra cho nên Đức Chúa Giêsu đau lắm đoạn nói lại kéo hai chân xuống cho đến sẵn mà đóng đinh nghi vào y bay giờ các quan lấy một văn viết chữ nghi vào rằng đoạn đông văn ấy vào thanh nghi giai ý quan viết ni chữ ấy cho sâu hồ xong trời khiến viết ni chữ ấy cho thiên ni hạ biết Đức Chúa Giêsu dù mà chịu hèn hại làm vậy thì cũng là vui thật dù rêu cùng khắp mọi nước đoạn nó đào lối rừng rồng bây giờ bốn người các quan lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu cắt chia ra phần còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm ai được thì lấy hết đoạn những sai cùng các quan cai và thiên ni hạ nhau cười làm cho sâu hồ mà Đức Chúa
chẳng biết nên khi ngắm bay nhiều sợ hình thì nguyện một kinh lại cha mười kinh kinh Chúa Giêsu chiều nắng
mẹ bảy. Vì người yêu con trên hết mọi sự, vậy Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần ông Thánh Gioan thì thương mà phán rằng: ơ bà kia, ấy do gan là con đi bà ấy. Là ai phán cùng ông Thánh Gioan rằng bà ấy là mẹ ấy mày? Đức Mẹ nghe làm vậy thì nó buồn lắm, vì đã biết thật một ít nữa con chẳng còn ở cùng mẹ ấy nữa. Khi ấy là giờ ngọ mà cả và trời đất liền tối tăm hù mịt, mặt trời xem chẳng đang, Chúa sinh nên muôn vật chiều nắng cũng chiều sâu hồ dương ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh đại trang, mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho chúng con được làm con rất thánh Đức Bà như ông Thánh Gioan thuở xưa. Amen. Thầm nghĩ thì đoạn Đức Chúa Giêsu than thở cả tiếng rằng: Đức Chúa Cha, để con chịu một mình làm sao? Y người nói làm vậy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng ý tôi. Đoạn Đức Chúa Giêsu mướt mau thì kêu rằng: khát nước. Quân dự liền lấy dâm đưa lên cho uống. Bây giờ người phán rằng: đã đoán
ấy là hết việc chuộc tội cho thiên y, y hà y. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, chớ bắt trước quân du rêu lấy của Chúa cho uông, ngay là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. Cả vợ thiên hạ
chưa mời tôi. Làm cho đức Chúa Giêsu chịu chết làm mi vậy. Amen. Thơ 14 thì ngắm khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác xuống ngục tổ tông, kêu những linh hồn các thánh xưa ở đây đợi trông Đức Chúa Giêsu xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bây giờ quan tướng cùng nhiều người các quan lấy thấy những phép lạ làm vậy thì xưng ra rằng người này là con Đức Chúa Trời Thần, liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng y ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con còn ở dưới thế, trong ngày sau thay mặt cực tốt cực lành như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen. Thì con
gật răng xuống mà phó tay Đức Mẹ khóc lóc thương con chẳng có khi đừng nghĩ đoạn tắm xác Đức Ghi Chúa Giê-rô mà tặng trong hang đá cũng như cất đi xác Đức Ghi Mẹ vậy vì người tham thiên thương con lắm khi cất xa con thì ruột mẹ ràng vậy kỳ ngắm bấy nhiêu sợ thì nguyện một kính lạy cha mười kính kính mừng xin cho chúng con nhớ đến những rỡ thương có Đức Ghi Chúa Giê-xu xưa chịu vì tội thiên hạ mà tính trong